nãy Nhi mới dơ á hả? Nhi có size nhỏ nhất là 8 đến 11 kg nha. Con này đang cầm là 9-12, size nhỏ nữa là 8 đến 11 kg là bạn ok nha. Một giá là 150 nha. Mai Thanh lấy gì? Quần da ai quần này nè. Đầm dây ngựa bunny nha mấy chị ơi, đầm dây ngựa bunny em có size đến 36 kg, nhỏ nhất 70, lớn nhất 36 kg. Dây caro 23 26 thì chị Vũ Hà luôn. Dễ thương ha, cái dây này có tăng đứa mọi người, mà nó may dúng dúng cái màu cam sữa cho em rất là xinh luôn nha. Trời ơi mà cái đầm này là siêu nhiều vải, nó có cái độ bồng rất là thích luôn. Nếu mà kiểu nó thích lên đầm mà nó hay xè xè cái đầm á là bận siêu yêu luôn giùm em con này nha. Trời ơi đầm dây này đẹp chị Thúy An ơi, phải mua cho em con đầm này. Chị Võ Thị Quý lấy cái áo trắng viền 8-11kg lên số điện thoại giúp em nha chị ơi. Trời ơi con đầm riêng này xinh lắm mấy bà, em có size đến 40kg con đầm riêng này luôn nha mấy chị. 40-42kg bận được luôn á, bạch linh đâu rồi ta. Mua để dành Tết mặc đi mấy chị ơi. Hàng mùa này là đang hàng đẹp nhất trong năm. Hàng thu là đẹp nhất trong năm luôn mấy chị. Cái gì? Đúng rồi, hai size khác nhau là chị lấy thêm hai quần á. Chị Mai Thanh có lấy áo không vậy chế ơi? Chứ lấy quần chứ có lấy áo kế bên thì nói em nha chị. Đầm riêng 230.000 giúp em nha mọi người, một giá thôi. Chất jean mềm có độ co giãn mát chứ không nóng giùm em nha.